Sau khi kết nối xong trọn bộ điều khiển nhiệt B536 thì các bạn tiến hành cấp nguồn cho nó ha. Ta sẽ cấp nguồn bằng cục adapter này. Cấp nguồn, quạt quay, màn hình hiển thị nhiệt độ. Như vậy là mình đã kết nối đúng ha. Mình sẽ cài đặt nhiệt độ để làm áp trứng như sau. Ấn set, màn hình hiển thị nhấp nháy, ấn dấu cộng cho lên 37,5 ha. À, lố rồi, ta trừ xuống 37,5. Rồi, ấn set xác nhận. Ấn giữ nút set đến khi hiển thị lên B0. Ấn nút set cái nữa, hiện chữ C, bấm dấu cộng, hiện lên chữ H. Ấn set xác nhận. Ấn dấu cộng hiện lên B1. Ấn set xác nhận. Bấm dấu trừ cho được là 0.2. À, ấn set xác nhận. Ấn dấu cộng lên B2, ấn set, nó là 110 thì kệ nó ha, để nguyên đó, ấn set xác nhận. Ấn dấu cộng lên B3. Ấn set hiện lên 550 ha. Ấn set xác nhận. Ấn dấu cộng hiện lên B4. Ấn set xác nhận. Thì ngay chỗ cái B4 này nè là dùng để chỉnh cái độ lệch nhiệt khi mà các bạn lắp áp. Nói chung mỗi người lắp đều bị lệch hết. Nhưng mà cái độ lệch đó khi ta cân chỉnh bằng nhiệt kế y tế xong thì nó sẽ chính xác. Hiển thị ở bên ngoài với bên trong thùng nó sẽ giống như nhau ha. À, như vậy B4 tạm thời ta để là 0,0 ha. Ấn dấu cộng cho lên B5. Ấn xác nhận thì ta để là số 0 ha. Ấn xác nhận. Ấn dấu cộng bên B6. Ấn set lên chữ up. Ấn set nữa. Như vậy là ta để tự động nó sẽ trở ra nhiệt độ bên ngoài. Như vậy quá trình cài đặt cơ bản của cái bộ điều khiển nhiệt là đã xong rồi ha. Sau khi xong thì ta tiến hành kiểm tra thử xem mình cài đến cái ngưỡng nhiệt độ đó nó có tắt hay không. Thì ta sẽ tiến hành là cấp tiếp cái nguồn tiếp theo vào cái phích cắm này. Thì mình sẽ gắn cái bóng đèn vào trong cái đuôi đèn này ha. Rồi để mình cấp vô cho các bạn quan sát ha. Rồi mình gắn cái đuôi vô bóng đèn vô đuôi đèn này ha. Rồi mình để vô cái giỏ đây. Rồi mình để cái đầu dò nhiệt nè ở gần bóng đèn nè ha. Đó. Rồi mình cắm cái phích cắm điện thứ hai vào thì đèn nó sẽ sáng, và cái đầu dò nhiệt này là mình để gần bóng đèn thì các bạn thấy nhiệt độ lên đúng không? Và lên đến nhiệt độ 37,5 thì nó sẽ tắt đèn ngay. Đó, tắt đèn rồi ha. Do mình để cái đầu dò ở gần cái bóng đèn cho nên là nó nhiệt độ nó sẽ cao hơn chút. Xuống 37,3 là sáng. 37,5 tắt. Rồi nó hoạt động như vậy ha. Như vậy quá trình cài đặt của mình đã xong. Các bạn chú ý khi mà mình cài đặt á thì mình chỉ cắm nguồn 12V thôi là nó không có giật mình. Còn các bạn không chú ý, các bạn cắm luôn cái nguồn 220V á thì rất nguy hiểm. Do đó để giảm bớt cái rủi ro và nguy hiểm á thì ở đây khuyên các bạn khi mua bộ điều khiển á thì các bạn nên mua thêm cái hộp bảo vệ của nó ha. Đây. Cái hộp bảo vệ của nó đây. Thì ở đây mình cũng có nói chung là cũng chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi, rồi thêm cả cái ốc vít để gắn cái bo điều khiển nhiệt vào hộp bảo vệ này thì nó sẽ an toàn hơn cho các bạn trong quá trình sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, thì mọi chi tiết xin liên hệ đến Phong ở số điện thoại 0977788536 để được hướng dẫn chi tiết ha. Hoặc là các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên Sen Đỏ, các bạn chỉ cần lên Sen Đỏ gõ vào là B536 tìm kiếm thì cũng sẽ tìm kiếm ra. Hoặc là các bạn gõ vào tìm là máy áp trứng HPE và tít vào cái shop uy tín thì sẽ tìm thấy cái shop mình ngay ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.